diễn viên nào. Mình đã chấm điểm rồi. Đúng rồi đấy, ông phải cho cái đấy. Quê hương tưng bừng.
Ngọc Lương quê em 18 tháng sau, trải dài trên đường quốc lộ 12 bên có mương mang tưới tiêu sông nước về cánh đồng, có đường bê tông nông thôn mở rộng, nhà ngói cao tầng đã được mọc, phấn đấu đưa 11 tiêu chí